Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào tất cả quý vị trong trường quay. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Em tên là Hoa Trường Nhân. Năm nay em 27 tuổi, quê ở An Giang. Và hiện tại là nhân viên cơ khí, làm và sống ở trên khu công nghiệp Nam Tân Nguyên ở trên Bình Dương. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn hỏi quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Võ Thị Hồng Gấm. Năm nay em 23 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ở đâu em? Em ở Bắc Tân Nguyên anh. Bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho. Điểm mạnh của em đó là em rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là kỹ tính. Em luôn đúng giờ. Em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được. Tốt. Và nhược điểm của em thì em là một người rất là nóng tính, khó chịu với mọi người khi mà xảy ra xung đột. Em hơi run trước đám đông. Hay khó chịu với mọi người là tất cả mọi người luôn. Dạ không, khi nào mà xảy ra xung đột em rất là nóng tính, xử lý tình huống theo cái cảm tính của mình. Thôi cái đó không sao, mình từ từ mình sẽ tiết chế lại được ha. Dạ. Rồi bà bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì rất là đam mê ca hát, thích đi câu cá, chăm chỉ trong công việc, có thể nấu ăn được. Ở Nam Tân Nguyên thì mình câu cá ở đâu anh? Thường thường anh đi qua Đồng Nai cho anh đi câu ở sông Đồng Nai em. Dạ. Anh cao 1m bao nhiêu anh? Cao 1m77. Được không em? Đủ chuẩn không? Dạ được chị. Anh có thích một người con gái có chân ngắn không anh? Dễ thương chứ không có gì đâu. Anh không hỏi em cao mét bao nhiêu hả? Chắc cũng khoảng 1m6 á. Em chỉ 1m52 nhưng anh đến yêu dịu dàng. Không sao cả, chiều cao không quan trọng, quan trọng là tính cách con người. Anh ơi, anh lên đây lâu, đi làm lâu chưa anh? Khoảng được 3 năm mấy em. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khi xưa còn đi học là anh cũng trải qua 3 mối tình. Nhưng hiện nay thì lâu quá em cũng chưa có định quen ai. Hôm nay lên đây cũng có thể là cái duyên để anh gặp em đấy. Anh có muốn làm rể ở Bình Dương luôn không anh? Cũng có thể, nhưng mà cái này thì để xem xét lại. Dạ, tại tính chất công việc của em á thì em khó có thể thay đổi lắm. Vấn đề này thì ăn thua anh với em, sau này bàn tính lại thôi em. Nếu mà ở đâu rồi có công việc ổn định và chăm sóc đủ cho con cái thì anh cũng có thể anh ở đến em. Còn em gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ có mối tình học sinh với lại sinh viên thôi anh. Từ lúc ra trường tới giờ thì chưa có quen ai. Mình mà mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em là phải cao 1m65 trở lên, không hói. Còn gì nữa không? Em lướt qua cái đó đi em. Dạ có nước da ngâm, em không thích đẹp trai lắm. Em chỉ cặn người đó biết lễ phép, biết yêu thương mình và biết chăm sóc cho mình được rồi. Em ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét những người mà bao hoa có cái gì cũng khoe khoang ra hết. Cái mẫu hình lý tưởng cụ thể của em là có thể giống ai không? Dạ em thích Trung Dậy, Bùi Tiến Dũng. Anh có thích chơi thể thao không anh? Thích chơi đá banh không? Có nhưng mà không có hay. Công ty anh thường cuối tuần là đi ra sau công ty đá. Em cũng thích đi theo cổ vũ cho người yêu mình đá banh lắm. Mình đây là phong độ nha em. Chờ dẫn em theo với nha. Ok, nếu em có thể. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Chào chị. Dạ, em thích thì cao, thon, dễ nhìn, biết lễ phép với ông bà cha mẹ. Em nói cái này giống như tới nhị tí xíu thôi nghe chị. Thì đừng có hói với đừng có hô được rồi. Còn mấy tiêu chuẩn khác thì em không cần quan tâm. Gì đó, gái nào mà hói hô. Cũng có thể là trắng dồ nữa chị. Trắng dồ thì thông minh chứ. Lần đầu tiên tôi nghe đàn ông mà lên kêu gái đừng có hói hô rồi đó. Giờ tôi nghe toàn con gái yêu cầu con trai không hói hô mà mặt anh Linh anh đã nhăn rồi kìa. Còn cái gì nữa không? Không chị, chỉ nhiều thôi. Khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng tháng 8, tháng 9 năm sau, hoặc là nếu mà không thể thì 2020. Ủa có coi ngày hay sao mà chọn tháng 8, tháng 9 năm sau? Tại vì em năm nay 28 thì một là 29 hoặc là 30 thì nó chuẩn hơn tí. Hai bạn hình dung nhau qua rèm đi. Em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ anh bên kia chắc là rất là cao, to con, tóc tai chứ ăn mặc gọn gàng. Còn bạn trai hình dung em gái như thế nào? Chắc cũng khoảng 1m55 đảo lên, có ngoại hình thon và cao, nói chuyện chắc dịu dàng. Anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn anh? Tóc xõa ngang vai hoặc là dắt ngoài sau gì cũng được, đừng có giống mà nam cực nữ. Đừng tính để tomboy ha. Dạ đúng rồi đấy. Để anh kiểm tra bên đàn gái thế nào nha. Dạ chào anh. Chào cô gái dễ thương.
Dạ. Giọng cao vút luôn ha. Dạ. Anh bên đây là đẹp trai phong phong độ hơn là Trung Vệ Bùi Tiến Dũng. Trung Vệ Bùi Tiến Dũng đúng không? Người miền Tây thật thà chất phác nữa. Dạ, mũi cao không anh? Mũi cao. Dạ, em thích những người mũi cao. Tại mũi em mũi tẹt, em không thích mũi. Bây giờ á là nếu như anh không chịu ở rể Bình Dương thì sao? Dạ, cái đó chắc em phải xem lại chứ, tại việc làm của em á cũng khó thay đổi lắm. Sao em làm gì mà khó thay đổi? Dạ, em đang công tác tại phòng nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đâu có sao đâu. Dạ, với lại nhà em ba mẹ là có 4 đứa con gái thôi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần. À, cái này là quan trọng lắm đó nha. Dạ. Bởi vì em dứt khoát là em không thể đi được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Quan điểm như vậy đó em suy nghĩ nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi ha, rồi một chút mình sẽ trò chuyện với nhau. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trong trường quay ạ. Nãy giờ có ngồi xem và quan sát thì bên nhà trai bên này cao ráo phong độ. À, đặc biệt là tính tình thấy cũng điềm đạm, mình có vẻ trưởng thành đàn ông. Bên ngắm chỗ nhà em thì mọi chuyện trong nhà cũng đảm đang lắm, gọn gàng. Ví dụ như hai bên thì có những điểm nhỏ gì chưa hài lòng về nhau á thì mình cũng du di, mình bỏ qua cho nhau cơ hội tìm hiểu sau này biết thế nào thì có thể mình thành đôi thì sao. Rồi, cảm ơn chị. Em đi với ai? Dạ em đi với hai ship và hai đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, toàn thể quý khán giả trong trường quay. Theo em á, thì bạn Nhân thì công việc rất nhiệt tình. Tiếp xúc lần đầu thì có thể là nhìn thấy bạn ấy có thể là lạnh lùng một xíu. Một vài lần thì bạn ấy rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Bạn gái bên này thì mình thấy là lanh lẹ nhưng mà cũng rất là lý tính. Và lựa cười rất là tỏa lắng. Nam Tân Uyên và Bắc Tân Uyên là rất là gần. Nên là cũng rất dễ để cho em tìm hiểu để sau này trao nhau cái cơ hội để mình tới những con đường nó tươi sáng hơn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Hôm nay anh có món quà nhỏ nhỏ tặng em, chúc em xinh đẹp. Dạ, giống như hoa nè. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là cuốn sách em rất là tâm đắc nên em tặng anh, nhớ là đọc với lại giữ kỹ nữa giùm em nha. Dạ, em cảm ơn anh sẽ trân trọng nó. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh đúng là cao to con thiệt. Chắc anh rất là hiền đúng không? Anh biết hát không? Biết em. Vậy anh hát tặng em một bài được không? Xin gửi đến quý vị khán giả và anh chị với anh em trong trường quay trong đây. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiếm như chiếm ngự hồn anh. Đó, hỏi em gái cảm nhận thế nào? Em cảm nhận anh ca như thế nào? Anh hát rất là hay ạ. Mình bù trừ với nhau, em hát không được hay cho lắm. Hát hay không bằng hay hát đâu. Dạ đúng rồi, em cũng hát thôi nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Mình hẹn hò hay một tuần á, em với anh có thể gặp nhau mấy lần được không em? Có thể là cuối tuần thứ bảy chủ nhật, cũng có thể là nhường vào những ngày thường đó em. Anh có gì hỏi em không? Thì anh thấy em cũng xinh đẹp như gì thì cũng đạt cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh thì muốn sống ở gần quê của anh. Nếu ở đây Bình Dương với ở đây thì nó không có xa. Nhưng sau này thương nhau thì chắc tới đâu nó cũng sẽ đến được. Quan điểm của mình về tình yêu, về hôn nhân như thế nào? Mình chia sẻ với nhau một chút xíu. Theo em á, thì lúc mà trong tình yêu á, mình cần phải chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Chứ đừng có mà đi đâu, em đi với ai. Sau này em, cho dù em có đi qua đêm hay đi chăng nữa thì em cũng đừng có nhậu nhẹt, bê tha là được rồi. Đi qua đêm đi đâu? Nhiều khi đi du lịch đó chị. Anh có thích đi du lịch không? Có, anh cũng muốn đi du lịch đây đó lắm mà. Tại vì hiện tại thì công ty thì làm thì mỗi năm cho đi một lần. Dạ. Nó hơi khó chứ không phải. Anh có đi Sapa chưa? Chưa em. Dạ, em cũng mong là có một ngày nào đó thì em cũng được đi Sapa. Anh sẽ tạo điều kiện cho em đi. Dạ. Hai bạn nhìn nhau đi.
rồi mình nói cái cảm nhận ngày hôm nay mình ngồi ở đây mình cảm nhận như thế nào rồi chúng ta quyết định. Mong em thì cố gắng mà làm việc, anh cũng sẽ cố gắng làm việc ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì anh cũng muốn là sau này cũng lanh lẹ như vậy. Dạ. Và mãi xinh đẹp nha em. Em cảm ơn anh. Rồi, hết thời gian. Chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau thời gian khá dài ha. Bây giờ động lại trong gì, trong mình một cái gì, chúng ta hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có rung động chưa. Đây có phải là người mà mình chọn để đi với mình suốt cả cuộc đời hay không? Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Hãy quyết định và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Hai bạn thì cũng trưởng thành rồi, cũng am hiểu rất là nhiều ha, cũng đã có trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Vấn đề quan trọng vẫn còn một chỗ là chúng ta phải tìm được tiếng nói chung. Dạ. Đó là ở Bình Dương hay về An Giang. Dạ. Nhưng mà mong rằng tình yêu nó sẽ đủ lớn để chúng ta có thể quyết định được điều đó. Dạ.